Tại nghị quyết số 23, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, Tây Nguyên là vùng phát triển nhanh bền vững, dựa trên kinh tế xanh tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, điểm đến đặc sắc hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 như tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 7 đến 7,5%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì giảm 1 đến 1,5% mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3% mỗi năm, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 47%, mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và quốc phòng, an ninh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bản sắc văn hóa được phát huy và trở thành nền tảng để phát triển.